Em nhá. Hôm nay mình review cho anh em xem hai cái phôi. Đây là một cây phôi mai chiếc thủy nu mặt khỉ nha. Đấy. Dáng của nó rất là ok luôn. Đấy. Là một cây kim quýt. Dáng chụp lắc văn nhân này. Đây là sau khi mình mua về mình để đây, mình để ngoài vườn để cho nó hồi ổn định lại cái bầu. Đấy, thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem cái phương pháp mình làm à, cái phôi này. Tiên là cây mai chiêu thủy nu mặt khỉ, cây khá là to nhé, cái này hoành của nó phải hai tay ôm nha. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ phải cắt những cái đầu chốt này cho nó côn lại cây, cắt bỏ đi. Cắt bỏ đi này, xong là mình hơi vê đấy để sau này cho nó kéo sẹo. Xong nó kéo sẹo vào những cái vết. Tất cả những cái đầu là mình cắt hết đi. Cây nó côn theo một cái chiều tự nhiên. Thank you.
sẽ cho mình để cái ngắn này lại. Hôm nay mình sẽ tắt cái sai là phải đến ở góc đầu. Sau khi mình dọn xong phôi thì mình sẽ tiến hành cho keo sẹo. Đấy là lại đấy đấy 24 giờ. Vị trí thì mình để lại có thể bỏ đi và xây dựng lại từ đầu cái vấn đề này. Đây, ví dụ như cái chốt này, chỗ này mình sẵn sàng mình cắt. Sẹo đây, sẹo đang kéo
Đúng vị trí còn đấy chúng ta cũng bỏ đi. Xong một cái cây chu quýt chốt vào cây cán thì em mình sẽ cắt cái phần cây chu ra. Bây giờ tất cả những phần đế này vết cắt này nó bị một phần ảnh hưởng về cắt lại một chút. Thank you.
Rồi. Một cây táo vàng to đẹp như thế này. Nướng thử xem có vừa không? Có vẻ vừa vừa nhưng mà so với cái chậu này là cũng là hơi nhỏ. Sẽ trồng cây mai chiếu thủy vào đây. Sơ dừa với lại chấu ổ mục cho tôi biết cắt. Đúng như những cái tác phẩm như này sẽ rất ok. Đây, mình sẽ bôi keo sẹo vào những cái điểm mà mình cắt ra. Cái dòng này dòng lá chung nên là rất là ok, nó không như những cái dòng lá dí. Mình thì mình không chơi ma chiếu thủy nhiều nhưng mà một số anh em người ta thích sưu tầm cái dòng này nên là mình mua về mình thử nghiệm, mà tính chất thử nghiệm. Các bạn bôi dày cái keo sẹo vào cái đầu cắt này.
chấm kỹ keo sẹo để cho nó nhanh kéo. Nhanh kéo nó ra. Phôi như này mà tầm 1 triệu thì cũng là rẻ thôi, ta nuôi rất là nhiều năm. Bán vậy là bán cây phôi chứ còn thực tế ra thì nó cũng gần như là thành phẩm mà, tác phẩm như này. Và chúng ta chỉ phải chỉnh sửa lại một chút thôi là chúng ta có cái cây chúng ta chơi, thay vì chúng ta nuôi mấy chục năm mới được cái cây như này. Cơ bản là tư duy của chúng ta là khi chúng ta mua về chúng ta đã định hướng là sẽ cắt như nào, phá thế như nào cho nó phù hợp. Con dáng của chúng ta chơi đấy là nó quan trọng mà. Thực tế là gì? Mỗi người một cái kiểu chơi khác nhau, form dáng khác nhau. Rồi ok, vậy là mình đã review cho anh em xem cái phương pháp mình xử lý cái phôi ma châu thủy lưu vào công, đây gọi lưu mật khỉ nhé. Tiếp tới nữa là một cái cây quýt, kim quýt này thì sau khi mình xử lý xong thì mình cũng phải chấm keo sẹo vào nhá. Mình sẽ chấm keo sẹo vào những cái chỗ nó bị cắt và vết sứt này.
cho mình cái bầu ra đấy nhá. Cái quýt này thì cái đất ở dưới này rất là nhiều. Anh em nhìn nhé, lặng, cái bầu đất nó lặng. Chờ, đôi khi chúng ta cũng không cần thiết phải nắm đất như này. Mình đã từng thử nghiệm rồi. Cho nên là mình sẽ review cho anh em cái phương pháp để mình trồng phong kim quýt này nhá. Đấy. Đấy, sau khi mình chọc cái bầu ra, các bạn bấm cái rễ này, bấm những cái rễ dưới gần này. Bấm lại cái đầu rễ này, không vấn đề gì cả. Chọc cây nó nhẹ bớt đi. Bớt cái bầu đất đi. Cây tử ra đã ở trong cái chậu rồi, thân nó được tử ra rất tốt. Cây đi ra ngoài cửa trồng tiếp tục review cho nhau cái cây tử đằng này. Tác phẩm tử đằng
xưa nhé, mình dắt xuống dưới để cho nó thông thoáng. Sau đó mình sẽ cho chất trồng vào, chấu đất cát. Đất này không cho nhiều, mình cho rải rác à, để bụng nó nhé. Đây, một siêu phẩm không biết con gì ở trong đất. Cái chấu sơ dừa lên để tạo cái sự tươi sốt. Bây giờ cái tay tự làm này của mình sẽ nhấc lên để mình review cho nhau xem. Dễ này, anh em thấy không? Bây giờ nó đã mọc dễ nhá. Nó mọc dễ. Đây là chứng tỏ là cái sự phát triển của nó rất là mãnh liệt. Khi nó ra lá, anh em có thể nhìn thấy sức sống rất là mãnh liệt luôn. Không vấn đề gì đâu, nhanh nhanh nhé. Các bạn không phải suy nghĩ bảo là sợ là chuyển chậu sớm này nó sẽ chết, mà không chết được đâu. Chuyển chậu sớm như này để cho anh em xem thôi. Mình cũng đang cần chậu để mình trồng những cây khác. Đấy, hôm nay mình review cho anh em xem luôn cái phương pháp mình ủ bọc chấu với sơ dừa với cát với đất pha lẫn này, rất là hiệu quả. Cái bộ rễ nó phát triển rất là nhanh, nó không như là mình ươm bằng đất với bằng cát không nhé. Đấy, rễ nó ra kinh khủng luôn. Đấy, các bạn không phải suy nghĩ gì cả. Cái nhà mạnh dạn lên như này, cái cây của các bạn nó đã ổn định, nó sẽ ăn vào đất. Còn cái cả các bạn cứ ấn cái cục đất vào để cho nó, sau này cây nó phát triển nó sẽ ăn cái đất trong. Cho giải rác ra như này. Cháu sơ dừa ủ mục các bạn, phủ lên trên mặt nó như này. Rất là ok thôi.
dài dài này. Chỉ mấy ngày thôi. Sợ nó hỏng nhá, chết nhá. Cháu sẽ rửa vào mục này. Đấy, mình cho vào bình thường. Quýt cháu đây, nó phải như cái chậu. Sau đó mình cho sữa dừa với cháu uống một. Anh cho cây vào đây thì chúng quýt và cái chậu này là được vừa khít hơi kích một tí nhưng mà không sao. Cháu sẽ rửa mục những cái loại này, những phần mục để nó sử dụng cái chậu tạo cái độ êm ái và kích thích phát triển bộ rễ. Thank you.
Xong cái cái từ đang đấy nhá. Cành nào mà giữ được mình giữ, cành nào không giữ được mình cắt nha. Này thì là nó sẽ, tức là nó sẽ đâm những cái nhánh ngang thì cây của chúng ta nó sẽ tiếp tục sẽ ra những cái mầm khác. Các bạn không ngon
sai sai. Cây tỉa đào của chúng ta rất tốt, vậy cứ phải cắt đi để xây dựng lại những cái cành nhánh khác, không cần thiết để cho nó dài quá đâu. Các bạn cứ cắt đi, mạnh dạn đi, không sao cả. Xử lý xong cây tỉa đào nhé. Sáng hôm nay mình đã review cho anh em phương pháp mình phá, đây gọi là mình phá nhá, thì đang ấy táo ra nhìn quả nhà mình đây, trưởng thọ đấy, đang có hoa nhá. Đây, mình cắt phá này để mình lấy mấy cái chốt này thôi, sau đó là nó sẽ đâm ra những cái nách con này rồi mình sẽ xây dựng tiếp. Bây giờ không có thời gian làm vậy đâu. Đây là thực phẩm kim quýt nhé. Đấy, mình vào chậu kim quýt lắp văn nhân nhé. Cây này là siêu vip, đây là mua phôi đã hơn 2 triệu. Đấy, là một cây mà chưa thủy lưu vào công lưu một kỷ. Rồi, chào anh em nhé.